Hai nha, chào mọi người nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình là từ từ nó khó đây, rất vui gặp mọi người. Khi em phút giây thoải mái và thư giãn xem clip mình, em đừng quên like nha và xem video để thấy thích video nhớ đăng ký kênh, đăng ký bên góc trái màn hình này và bật chuông thông báo lên để nhận cả video mới nhất mình. Đây, nút đăng ký đây anh em này. Đó. Cảm ơn 5.720 bạn đã đăng ký kênh cho mình, cảm ơn mọi người rất nhiều. Tiếp đầu video này thì chúng mình chưa vui vẻ ăn cơm miệng và xem video mình cách vui vẻ thoải mái nhất, cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngoài ra anh em đã có học Poker Đại Chiến chưa? Đã chưa ghé xuống link shop mình nha, link shop mình nằm ở ngay phần mô tả. Anh em mới qua link shop và ứng ý được con nào thì báo cho mình luôn, anh em giao dịch nhanh chóng gọn nhẹ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngoài ra mình có nhận thu mua hàng luôn, anh em nào có hàng đang cần bán thì liên hệ mình luôn nha. Cảm ơn các bạn. Ok. Thì quay trở về vấn đề video hôm nay. Như sáng nay bên phần tab cộng đồng mình có hỏi anh em một câu hỏi, đó là con hạc event hôm qua còn dư, anh em có thích chơi nữa không? Nếu chơi thì trả lời để mình biết, nếu chọn có hoặc không. Anh em ở đây có 40 lời bình chọn. Thì hiện giờ đã 95% là có và 5% là không. Ok, thì bây giờ mình sẽ công bố event lên đây. Mình sẽ nói về cách chơi và cách tham gia event lần này. Và sau đó nếu như mà anh em thích chơi á thì vào đây vẫn có. Ok, nếu mà hôm đến hôm công bố event á mà tỷ lệ là 70-30 á thì mình sẽ không công bố luôn, coi như là event này không diễn ra. Còn nếu như đạt đủ số lượng người ông đồng ý á mà có đạt được 90% thì mình sẽ đồng ý thì event này hôm tới mình sẽ công bố. Còn cách thức tham gia như thế nào thì ok, giờ mình sẽ nói về cách thức tham gia event lần này. Nó rất là đơn giản thôi, không khó khăn như mọi lần đấy anh em, cực kỳ đơn giản thôi. Ok, đầu tiên mình sẽ cho vào anh em vào con ạc, đã cho dễ vào ạc cho anh em xem ạc cho dễ nói chuyện. Đây, hai mạng hiện giờ đã đạt được 24k kim cương nha mọi người nha. Đó, ngày mai nữa anh em đấy rồi. Đầu tiên thì mình sẽ nói về thời gian của event trước. Event thì sẽ bắt đầu vào lúc bây giờ là 11:30 à. Thì mình update cho tầm 12 giờ ngày 6 tháng 1 và kết thúc ngay vào ngày mai luôn anh em. Ngay lúc 11:30 ngày mai và mình sẽ công bố ở buổi trưa ngày mai lúc live stream. Và cách thức tham gia event này sao thì anh em đăng ký kênh. Đầu tiên anh em nhớ đăng ký kênh cho mình, like video và chia sẻ cái video này. Sau đó comment trực tiếp vào cái video này nha. Mỗi người 2 comment thôi, lần này chỉ có mỗi anh em chỉ được 2 cái comment thôi. Lần này mỗi người chỉ được 2 cái comment thôi. Vì sao chỉ được 2 cái comment? Giờ mình sẽ nói luôn về cách vì sao nó có 2 cái comment thôi nha mọi người. Ok, vì sao chỉ có 2 comment? Bởi vì ngày hôm tới khi công bố ấy, mình sẽ chỉ chọn tối đa nha thôi. Anh em nhìn con số tối đa và comment nha. Ok, mình sẽ lấy tối thiểu là từ 100 cho đến 450. Thì anh em comment trong vòng từ 100 đến 450. Và hôm tới nha, khi công bố vần á, mình sẽ quay tổng hợp thể có 5 lần quay, có nghĩa là 5 lần quay là như nào? Có nghĩa là lần đầu tiên quay nếu không ai trúng, mình sẽ quay tiếp lần thứ 2. Lần 2 không ai quay trúng, mình sẽ tiếp tục lần thứ 3 cho anh em. Và lần thứ 3 nếu không ai trúng mình sẽ tiếp tục lần thứ 4. Và nếu không ai trúng nữa thì mình sẽ quay lần thứ 5. Và nếu lần thứ 5 không ai có thì thôi dẹp luôn anh em, mình bỏ về ném về shop. Chịu. 5 lần quay không ai trúng nữa thôi và mình đã giảm số lượng comment rất là ít. Mỗi người chỉ được comment 2 số nha. Ví dụ anh em comment là 105 và 289. Vậy đi. Đấy thì ví dụ anh em tới mình quay này. Đó. Như này mà trùng rồi anh em trúng thì anh em sẽ nhận được ạc. Và anh em nhớ để tên Facebook và cùng với lượt comment của mình nhá. Và anh em comment ở tại video này luôn. Đó anh em nhớ nha, mọi người comment ngay ở video này. Đó là cách thức tham gia đơn giản rồi đó, anh em nhớ nha. Đó là đăng ký kênh, like và chia sẻ cái video này. Sau đó comment ở dưới hai số bất kỳ trong vòng từ 100 đến 450. Đó, cảm ơn các bạn rất nhiều. Giờ thì chúng ta sẽ đến vấn đề của video chưa like. Ok, tiếp theo thì ở video hôm nay thì chúng ta sẽ đến với con ạc en gió anh em. Thì anh em nhìn là tiêu đề không biết rồi. Hôm nay thì như hứa với anh em rất là nhiều từ bữa giờ thì hôm nay mình sẽ chính thức nâng cấp và review cháu Peromosa bá chủ ở dạng bá chủ nha anh em nha. Giờ thì chúng ta bắt đầu đi nâng cấp trước đã. Mình sẽ nâng cấp và review cháu nó lên luôn. Nâng cấp lên. Còn nhiều anh xem không? Còn nhiều cho full luôn cho nó vui. Ok, tiếp theo đến thân mật. Trước cái là ạc này thì đã hết đạo cụ để tẩy skill rồi anh em. Đó, chứ không mình sẽ tẩy skill lên cho nó phê. Con này thuộc dạng là vua hách ngược anh em. Con này bữa nay mấy em hệ độc này là có thể cân được cả hộp pa luôn nha mọi người nhá. Đó, anh em đừng có đùa với con này, là bữa nay cân được cả hộp pa luôn. Đó. Ăn mặc rất satin cá tính nha anh em. Quần rách đầu gối nhá. Hay là mang hai cái trang bị đầu chân này tí xem nào. Ăn mặc chất cute phô mai que. Ok, giờ thì thiếu nguyên liệu rồi, sắp mặt rồi. May quá còn đủ tiền mua thể lực được 2 phát. Thế là ổn rồi anh em, đủ thể lực mua được 2 phát thể lực là êm rồi.
Nó cứ quét một phát mà đủ luôn đồ là ngon rồi. Nó lên nào. Thần mật lên 20, à, thì cho lên 30 nào. Nó lên 30, full 30 skill luôn, à, full skill luôn anh em. Đó, nâng cấp review này cho dễ. Đó, học nó full skill rồi nâng nó dễ hơn. Ok, sắp mặt rồi. Không sao, sắp mặt thì bình thường thôi. Ok, mình sẽ đi mở ra, ngoài này có dương mà. Đồ xem nào. Bực mình ghê. Hết kim cương nữa rồi chứ. Thôi thì đành hên xui vậy. Đau, nói chung quả này đau rồi. À đây rồi, thế này chắc đủ rồi anh em. Rồi, thường ngay mà. Anh vô. Nhây vậy luôn nhá. Còn có vụ nhây vậy luôn anh em. Còn có vụ nhây thế luôn. Đùa đùa này, thiếu quả thông nữa, sắp mặt nhá. À đủ, đủ rồi anh em. Mình tưởng thiếu quả thông nữa, sắp mặt. Rồi ok, vậy là chúng ta đã nâng cấp xong. Đó, nâng cấp bây giờ thì cho đi học hành đầy đủ luôn. Mình sẽ học skill cho cháu nó trước khi đi ra trận nha. Ok, skill không còn nhiều thì mình sẽ học cho nó skill 3. Học cho cái tăng tốc đi. Bữa Nhinh Hoàng anh lấy đi nghịch hết rồi thì phải. Bữa nhớ bữa anh lấy đi nghịch rồi. Nhưng còn này bữa anh lấy đi nghịch rồi. Thôi, học cho skill 4 luôn. Nào, hàng này cũng dư. Tiếp theo là skin cho này đánh bằng skill gì đây? Crit à? Học cho cái tăng crit luôn. Đấy, ngon đẹp trai luôn anh em. Mặc trang phục sau đó mình đi điểm qua skill. Thôi mang mấy cái chưa dùng tới anh em này. Đang mang thôi mất công đổi qua đổi lại cho bét mệt lắm. Ủa chết, cả nhà có mỗi một quả táo rồi à? Ok, giờ mới để ý nhá, cả nhà có mỗi quả táo thôi. À đây. Mang cho ra rất là dễ rồi, nhưng mình nhớ nhưng còn thỉnh thoảng lên đội thôi, mang tặng cho cháu này. Chúng ta sẽ xem vào dạng đột phá skill cho nó dễ, điểm qua skill cho nó ở đây cho dễ nhá. Đầu tiên là cái nội tại của cháu nó. Đấy, khi chiến đấu 3 hiệp bắt hiệp đầu, nếu có bét địch chết Perogosa bá chủ tăng tăng nâu dài 40% crit, khi tăng 5% crit có đầu thì đột phá lên thành gì đây. Khi chiến đấu 3 hiệp. Ok, mình sẽ giữ cho anh em đọc chứ mình đọc mất công lắm, nhiều khi mình đọc anh em không xem được luôn. Đây là đột phá lên nha mọi người nha. Đó, mình sẽ giữ qua cho anh em đọc. Và một số kiểu đồ bật của cháu nó. Con này chứa là bút tăng speed lên và bắt đầu đánh liên hoàn vô ảnh cước thôi anh em. Đó là đặc trưng của cháu này. Đó, anh em để pau lại và dừng nha. Sau đó mình sẽ vào test kill cho anh em thấy. Ok. Giờ thì học hành các thứ nâng cấp cũng ổn rồi anh em. Đó, với tổng lực chiến đơn thể là 2.500.000. Mình sẽ mang cho cái con này đi. Linh kiện các thứ là được 2.800.000 anh em. Giờ sẽ cho lên sàn thi đấu test thử coi. 2.800.000 thì làm vài trận với mấy bác 4.000.000 này coi nào. Xem qua được không. Ok, và trận xem nào. Và tí chưa anh em nhớ lên like nhá. Bữa nay mình sẽ live stream chưa nhiều. Bữa nay rảnh cũng chưa live stream kéo ải. Giờ làm video xong thì mình đi ăn cơm, ăn nước xong thì có gì tí mình lên like nha mọi người nhá. Đầu tiên thì chắc chắn là một cái kill boost rồi anh em. Đây. Đâu? À, con này đã đột phá skill anh em. Giờ không còn kill boost nữa. Đều là tất cả các skill trên người là đều được kill đánh hết. Mình sẽ tích kill sâu rồi trước nha. Một kill lại sau. Đó, nó có khả năng đánh liên hoàn vô ảnh cước luôn anh em. Đây. Nói chung nội tại cháu này là đánh, nó đánh liên hoàn thôi anh em. Một khi nó vung kill đánh thì nó cứ thế là nó đánh thôi. Đây. Thả xong tặng ấy. Nói chung con này nó, nếu mà anh em biết chơi, nếu mà tránh chuẩn nó hack lượt khá là nhiều nha mọi người nha. Đấm rất là đau luôn, nhìn đấm phê. Cháu này đánh thì cứ gọi là như là kiểu hack tool anh em. Ở đâu ở bên Anh hiện giờ người ta nuôi con này với cả muối cơ bắp rất là nhiều. Vì sao? Vì nó có thể ăn được lại hoppao anh em. Hoppao mà gặp con này mà là muối cơ bắp thì nó đốt cho phát thì nằm luôn.
Enra ngàn 5 triệu 3 đánh thử trận coi anh em. Đó, bên nước ngoài giờ cháu này với cả cháu muối cơ bắp là rất là thịnh. Nhưng mà dạng bá chủ đâu nha anh em nhá. Thịnh nhất là dạng bá chủ thôi, nhất là muối cơ bắp. Muối cơ bắp thằng đi với con sâu với cả Tabulu Nulu á, để hôm nào mình kiếm con nàng là có team đấy mình sẽ review cho anh em xem. Phê lắm. Mát phê luôn, đánh nói chung là cực phê. Ok, bắt con này trước này. Một kêu về sau. Úi trời ơi, nó đá một phát đi nửa cây máu anh em. Á chà, bị hút đơn thể rồi. Ok, hút đơn thể thì trả kêu băng. Không tin luôn anh em. Thế nào. Một kêu hội băng. Bút kiên lên. Làm sao mà ăn thua được. Đánh này sao ăn thua được. Một hit. Ok, mình xem thông tin ở em nó ở dạng bá chủ nha mọi người nha. Ok, ở dạng bá chủ này thì tạo sát thương khiến kẻ địch trừ 200 speed kéo dài 3 hiệp. Mục tiêu có hồn hộ vệ thì skin này sẽ đánh trúng bét đang bay khoan. Như đây, tấn công có thể bỏ qua hồn hộ vệ. Ái chà chà, ok. Vậy từ từ nha mọi người nha, mình sẽ đánh ở lượt sau. Khi PR nó ngoi lên á, mình sẽ đánh PR khi nó ngoi lên. Ok. Công ty của em nó ở cái dạng thường thì có không? À cũng bỏ qua anh em, tấn công bỏ qua hồn hộ vệ luôn nha. Mình sẽ test thử, nó sẽ bỏ qua hồn hộ vệ anh em. Ôi, bỏ qua hồn hộ vệ tấn công lượng sát thương cũng đâu đến được bao nhiêu đâu nhỉ? Không đến được bao nhiêu anh em nhưng mà nói chung là rất là phê. Mình sẽ đánh lên nữa. Đánh ở tầm cao thêm tí nữa để xem nào. Phải đánh cao cao đi để mình thấy sức khỏe của cháu nó đánh thế nào anh em. Nhưng mà Q thì phá ra rất là thốn nha. Lâu lắm rồi không review BS. Để là anh em yêu cầu quá nhiều thì mình mới review. Chứ thật sự mình review khó thể không hay, anh em thông cảm nha. Ok, 5 triệu 9 nha. Team tiếp theo 5 triệu 9 gọi 6 triệu. Đó, test team này xem sao. Ok, ra trận nào. Envy gặp En Bạc anh em. Ô, tim độc luôn à. Càng ngay hề. Hạ cháu này trước đi. Rồi mình sẽ dùng một Q bên này coi. Con này lấy ra là cái Q tăng speed thì sẽ hay hơn nha mọi người. Cái Q đấy thì rất là lợi cho nó luôn. Nó có khả năng đánh liên hoàn vô ảnh cước. Chứ dùng cái Q bệ băng này thì mình thấy có vẻ không được ăn thua cho lắm. Đó, nó không được ăn thua cho lắm. Ui đau. U đá mà không ăn thua này thôi chứ. Chết dở, còn lại sấp mặt rồi. Buồn quá. Bạn choạc vào rồi. Ok vậy thôi đi, video nhảm nhí của mình tối nay chắc cũng là kết thúc vậy thôi. Có gì hẹn anh em ở buổi livestream chưa like nhá. Mình sẽ test lại con này cho anh em trên livestream cho nó dễ. Chứ giờ thì cũng muộn rồi, mình đi ăn cơm đã. Có gì nào anh em ở video theo nhá. Anh em cũng có thể trải nghiệm qua ở hai trận trước thì cháu nó đánh cũng khá là phê. Nói chung thì mình thấy cháu Pedro Mosa này chơi cũng khá là hấp dẫn anh em. Thôi cũng không dài dòng nữa, video mình kết thúc đây thôi. Hẹn gặp mọi người ở video theo, bye bye. Anh em cứ nhấn luật chơi nha mọi người nhá. Đăng ký kênh, like video và chia sẻ, sau đó comment hai số bất kỳ từ 100 đến trong vòng 100 đến 150. Và nhớ gắn tên Facebook, nhớ là video những comment chỉnh sửa đều không được tính nha mọi người nhá. Và nhớ thời gian comment, ngày 1 dưới ngày mai là hết thời gian event rồi. Trưa mai mình sẽ công bố. Anh em nhớ nha, nhớ lên like và xem.